Xin chào anh em, chào các bác. Thì sáng hôm nay em xin test con bao đàn Lukit A3009 để gửi cho bác khách ở Đồng Nai nhé. Thì ghép cùng với nó hôm nay là một cái con rề C7F trong cái bộ rề bao em lấy ra, và cặp loa là cũng là JBL 100 Classic để cho em cảm nhận hồi tối chúng ta ghép bán dẫn và sáng nay chúng ta ghép đàn, để cho anh em cảm nhận cái chất âm của hai cái trường phái nó khác như thế nào. Thì đối với con A3009 thì đang sử dụng là 4 bóng KT88, bóng Luna, bóng xịn cao cấp anh em nha. Đó. Rồi thì con rề C7F thì cũng trong bộ vàng này. Nếu chúng ta thay được một cái con rề đàn của Lukman nữa thì quá là tuyệt vời. Ví dụ như là 35 hay là mã này, những cái dòng đó thì tiếng nó rất là hay, thì nó càng hay hơn nữa. Mình đang ghép tạm cái đàn bán, cái rề bán dẫn thôi. Rồi thì cũng không để mất thời gian, mời anh em nghe thử một bản nha. Đây là CD tàu đêm năm cũ của Hoàng Thục Linh. Rồi em nghe là bản phố đêm nha. Thank you.
rồi, tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Thì em cảm nhận chất âm của đàn nó đánh ra thì nó nhẹ nhàng, bay bổng hơn. Đó là một cái cách chơi riêng của mọi người. Rồi tới đây thì em xin kết thúc nha. Xin cảm ơn em rất nhiều.